Ừ, đây bây giờ là em gái đã chuẩn bị Đấy. là lái. Có bằng này từ bao lâu rồi em? Có bằng khi nào rồi em? Lâu chưa? Ngại gì cứ nói đi. Xin chào các bạn đã trở lại với xe đầu kéo Vlog. Hiện tại là mình đang có mặt tại thành phố Tuyên Quang. Hôm nay thì gặp lại những người anh em ở Tuyên Quang sẽ đưa mình đi trải nghiệm một chuyến hàng lên Hà Giang nhé các bạn. Lên cao nguyên cái đá Đồng Văn luôn. Đây, hôm nay gặp anh Hồng. Chào anh nhá. Chuyến này thì anh Hồng anh đi bốc hàng lên trên Đồng Văn luôn hả anh? Vâng, bốc xi lên Đồng Văn luôn nhé. Trên trạm trục. Anh em trên thị trấn luôn hả anh? Vâng, thị trấn, cách thị trấn 3 cây. Cách thị trấn 3 cây. Đấy, anh em khi có chuyến đi Đồng Văn Mèo Vạc là nhớ tới mình ngay. Và luôn liên lạc cái là tức tốc là phi xe ra. Cảm ơn anh hôm nay dành cho chuyến đi hay quá, thì cũng đam mê. Bây giờ sẽ đi bốc xi ở nhà máy xi gì đây anh? Tân Quang. Tân Quang này. Bốc xi rời lên này. Xi bột. Tí nữa thì các bạn sẽ gặp lại Luân nhé. Đẹp quá nhỉ. Ngoài miền Bắc bây giờ là nhìn trời mù mù ảo ảo nhìn rất đẹp luôn. Cầu Tân Hà. Nhà Luân là đi hướng nào nhỉ? Em quên rồi nhỉ? Nhà Luân là bên này kìa. Lên trên này luôn à? Vâng, hướng bên này sang được nhà Luân. Có một năm lên trên nhà chơi rồi còn vào trang trại luôn. Cái đường này nếu mà đi thẳng là đi về đâu anh? Đi thẳng đi lên trên huyện lên trên này. Huyện ra ra ngã ba đây mình rẽ vào đây thì nó lên trên trên Chiêm Hóa. Chiêm Hóa, huyện vâng. Chiêm Hóa. Vâng, đi được lên Chiêm Hóa. Và vâng. Bên này là đi sang bên chỗ nhà Luân đấy. À vâng. Tiến. Thế là đi lên thẳng đây thì lên huyện Chiêm Hóa của Tuyên Quang. Tuyên Quang thì thực ra mình đi chỉ mới đường đến thành phố thôi nhưng còn rất là nhiều nơi chơi đi. Vâng. Gần đây nổi tiếng địa điểm đó là trên Na Hang ấy. Có cái hồ ấy rất đẹp. La Hang là làm thủy điện xong là cái nước nó dâng lên đúng không? Là nhìn nhiều đảo nhỏ. Đây là tới cổng nhà máy các bạn ạ. Thì đầu tiên là đến đây làm thủ tục để vào đóng hàng thì mình quay chút. Ra đây thì cũng mang theo kẹo cu đơ rồi trà Thái Nguyên để làm quà thôi, thì cũng không biết mang theo gì để làm quà cả, để gọi là quà quê để gửi tặng anh em ở ngoài này, rồi còn một số quà khác nữa thì tí nữa mình lại tặng tiếp. Tối cái quà này là dành cho buổi tối. Anh em mình vừa mới đi ở trong nhà máy ra thì bây giờ đang đứng đợi Luân ở cây xăng. Chỗ này gọi là vòng xoay tỉnh đội, trên này chắc là tỉnh đội này. Sáng nay là mình xuống xe thì mình đậu ở phía vòng xoay này đợi. Đợi xe lên để đi theo bốc hàng. Đêm qua thì mình đã trải qua cái hành trình dài khoảng cỡ là 500 km ấy, là từ trong nhà mình đi ra đây để gọi là trải nghiệm hành trình bằng đầu kéo đi lên cao nguyên đá Đồng Văn. Nhưng mà chuyến đi này thì sẽ có cả những cái hành trình ban đêm đấy các bạn ạ. Đấy, rất là lâu rồi mới trở lại Đồng Văn. Hôm nay mời các bạn là theo dõi hành trình nhá. Đây là Luân đã đến phía sau rồi. Hello em. Hôm nay là đưa cả em gái đi à? Hôm nay cho cả em gái đi chơi thế này à? Bắt đầu lên đường. Hôm nay Luân đưa em gái nha các bạn nhé. Có em gái lớn thế này rồi mà không có giới thiệu bao giờ cả. Khi nào cả chồng em gái thì giới thiệu luôn nhé. Đấy. Rồi, chuẩn bị khởi hành. Lâu ngày gặp lại Luân. Chào người nhé.
cái đoạn đường này nhớ mãi. Cách đây khoảng cỡ là 7 năm trước rồi là đi xe lạnh thì có đi cửa khẩu Thanh Thủy Hà Giang là mình đi qua đường này. Nó nhỏ. Nhỏ, đường này chưa nhỏ. Thời trước nó hẹp lắm. Rồi đi có nhờ nhiều cái giờ cao điểm với xe máy đi nhiều là vất vả. Đèo dốc là thôi là cứ phải là tiếp nước luôn đấy nhỉ. Ồ cái này hay nhỉ, anh có cái ngoắc lên là bơm luôn đấy à. Tiện nhỉ. Đây là thùng nước để đi đèo dốc là mình sẽ tưới vào những cái tăng bua làm mát. Nhiều anh em mà xem lại những cái video mà đi đèo dốc ấy thì thấy là khi mà đi đèo dốc là xả nước ra là nó bốc hơi nước rất là nhiều ấy. Mình giới thiệu cho những anh em mà gọi là chưa đi đầu kéo nhé, còn những anh em mà đi Tây Bắc nhiều rồi thì không cần phải giới thiệu nữa. Đấy, mỗi chuyến đi là như thế, chuẩn bị lấy hàng và lấy nước để lên đường. Đây bây giờ là em gái đã chuẩn bị là lái. Có bằng này từ bao lâu rồi em? Có bằng khi nào rồi em? Lâu chưa? Ngại gì cứ nói đi. Em gái anh Luân thì đi lơ theo anh Luân nhiều rồi thì bây giờ phải có bằng này chứ. Thôi nói thực ra là check in đi nha anh em nha. Anh em mày đừng có tưởng thật. Check in kiểu này em đăng Facebook. Đùa chứ ông anh dài ông nhiệt tình thế nhỉ. Đưa em gái đi còn đang tận tình. Check in ảnh ọt cho nữa. Được quá đi. Đấy anh em nào mà muốn làm em rể của anh Luân thì liên lạc nhá. Rồi mời các bạn là tiếp tục lên đường. Bế luôn xuống chứ người cao như thế mà không bế được thì mới là lạ. Đó. Ui giời ơi, anh trai hết ý luôn đấy. Em gái lớn thế này còn đang bế nữa. Giờ đến giờ dừng nghỉ ăn cơm dọc đường. Quán cơm gì đây? Quán cơm Long Hà. Rồi mời anh em ăn bữa cơm đường dài. À quên, đường gần. Đường gần ở trên Đông Bắc. Đấy. Thôi không có quay ăn đỡ ngại. Đây là địa phận Hàm Yên, Tuyên Quang nhỉ? Còn chưa tới thị trấn Hàm Yên. Hàm Yên đặc sản là cam Hàm Yên này. Đi cái đường này ban ngày là rất là mệt này. Có năm đi với Luân một chuyến rồi, Luân với Trường rồi. Đi chở xi măng. Có cả bay flycam luôn Luân nhỉ. Năm đấy có phải bay flycam luôn. Cái đoạn gần với bờ sông nhỉ. Đoạn là cổng chào Hà Giang. Đường này thì ban ngày đi vất vả thì xe nhiều. Đợt anh mới đi xe lạnh đi ra đây cũng được cảnh báo nhiều lắm ấy. Đường này đi trông vậy thôi nhưng mà kiểu là dễ ngã. Trời mưa ấy, nhất trời mưa hay tai nạn hay sợ phanh viếc nó đẩy. Hôm đấy mình đi về đến Hàm Yên mình cái đường như thế nó trơn thật đấy. Về đấy đi chậm thôi mà nó phanh nó trôi ở xe luôn ấy. Xong mình phải thả phanh ra. Nó uốn như con rắn nhẹ. Đấy là khi đấy là mới vào nghề đấy. Đi chuyến Hà Giang. Đi Thanh Thủy. Sau đó đi đèo dốc nhiều. Những cái vùng như kiểu đi Lai Châu đi sang tận Ma Lù Thà ấy. Thế đâu là quay trở lại thì những đường này thì nó bình thường. Ngại là ngại đông xe. Mình lùi mãi mới vào được, phát hết một hồi. Đó, anh bây giờ anh mới xin đi xe đầu kéo. Đây là cam Hàm Yên này. Đấy, có biểu tượng quả cam. Anh em đang ngồi ôn lại chuyện mới, anh mới vào nghề.
anh Hồng đang kể ngày xưa mới về là vừa đi, lúc đấy là mua xe hay là mình đi nhận xe? Lúc đấy anh trai em mua con xe trên Sơn La về, đây là em chạy luôn à? Chạy luôn. Chạy luôn, thế là nhận luôn, chạy luôn đấy ạ? Vâng, nhận chạy luôn. Đấy là trong với trường hợp là nhà có ô dù ấy mới được các bạn nhá. Còn đấy là rồi. Không có trường hợp à, không có ô dù là phải đi học. Đi chạy tiến thì em chạy mãi 4 chân rồi, thoải mái rồi. Nhưng mà lùi đầu kéo nó khó hơn đúng không? Vâng. Nhưng căn đường thì cũng chẳng có gì khó cả. Thì mình thì vừa mới kể anh em là theo nghề thì học làm lơ trong cảng là 2 tháng. Thì bắt đầu là nhận xe cảng chạy cũng A7 luôn, hổ bầu A7. Rồi tiếp theo đó là chạy cảng mấy tháng thì đi ra đường dài. Chạy đâu đó được khoảng 4 chuyến đường dài ôm xe. Ôm xe lạnh nó khó hơn đấy nhá. Xe lạnh mình phải bảo quản hàng hóa. Xe lạnh phải tính chạy lạnh. Đúng rồi, cái khó nhất là cái chạy lạnh. Trên này là cái xe cầu mè này nhiều xe nhỉ? Vâng. Xe cầu mè. Hàm Yên này là xong đến Hà Giang rồi nhỉ? Vâng. Đến Bắc Quang à? Vĩnh Tuy. À Vĩnh. Bắc Quang là nó thuộc huyện Vĩnh Tuy xã Bắc Quang, nó thuộc huyện Bắc Quang xã Vĩnh Tuy. Bắc Quang. Hà Giang còn bao nhiêu? 112 cây à? Giờ lại còn có cả đặc sản là táo nữa các bạn ơi. Ở đây trồng cả thanh long ruột đỏ nhưng mà quả nhỏ, không có xuất khẩu được, ngọt. Giờ mới thấy là có thêm táo, nhưng mấy năm trước thì không biết là đã có trồng từ lâu chưa nhỉ anh Hồng nhỉ? Táo đây này, táo là mới. Chắc là do mình ra những cái thời điểm cũng phải là mùa. Ở đây bây giờ mấy hoa đào mới nở này các bạn này, bên này. Đẹp thế nhỉ? Cây này mà đợt Tết mà trở về dưới xuôi thì lại có mấy chục củ. Tầm giờ này năm ngoái mới là mấy Tết rồi. Ừ đúng rồi. Là cây đấy về dưới xuôi là có mấy chục củ ấy, đơn giản lắm. Nhẹ nhẹ này em có 10 triệu. Đào mà to kiểu đấy. Chính ra người ta đi chở đào ở trên này dẹp về rất nhiều nhá. Buôn đào toàn là nếu mà đào mà kiểu hoang sơ thì đi về vùng trên này này. Chà, bây giờ anh em đang dừng để rửa xe. Vì mỗi lần mà đi đóng cái hàng xi măng này thì nó bụi, sợ là bám ở trên lóc, nếu mà gặp mưa mà bám lên là sẽ là khó cậy. Cho nên là mình thấy anh em đi xi măng là hay dừng lại để rửa cho nó sạch khỏi bụi. Đây vẫn chưa đến địa phận của Hà Giang các bạn ạ, vẫn đang là chỗ khu vực của Hàm Yên, Tuyên Quang. Cung đường đây. Đây bán quả bưởi to này. Dã man thật. Nhưng mà quả bưởi này ăn thì không có ngon đâu. Mọi lần ở trên Lào Cai có bán lần rồi. Có rượu này. Thơm phết đấy chứ. Quả kỳ đà hay là quả bưởi? Quả kỳ đà. Mà ruột nó ăn được không? Ăn được nhưng nó nhạt. Nhạt à? Đây bưởi đây. Bưởi này là kiểu nó giống bưởi diễn ấy. Bưởi này để héo ăn mới ngon. Ở đâu thì tôi quay anh đâu ạ? Ờ, rửa đầu ấy tôi quay thịt cái lóc bom ấy, đầy chi. Ở bên cái tuyến bên này là toàn dùng cái đấy là móc lên là bơm luôn à Luân? Vâng. Chứ không như bên kia thì dùng phải trèo vòi lên rồi đứng lên rồi cắm vào nhỉ? Tây Bắc họ toàn có mỗi cái vòi không. Vòi không nhỉ? Cái móc này rất là bơm khó. Bên này cháy móc tiện ghê đấy. Rửa gần xong chuẩn bị lên đường tiếp. We'll be right back.
xong thì tiếp tục lên đường. Thì các bạn đã ngắm một số cảnh mà xe chạy bên bờ sông Lô rồi. Bây giờ đang chuẩn bị tới Hà Giang. Nhưng mà thành phố Hà Giang cấm giờ từ 4 giờ cho đến 7 giờ tối. 4 giờ chiều đến 7 giờ tối nên là sẽ phải dừng ở bên ngoài. Sau đó là đến 7 giờ tối mới đi vào được. Hôm nay sẽ là hành trình ban đêm ấy. Các bạn mà quan tâm hành trình ban ngày thì có thể là xem lại cỡ khoảng hơn 2 năm trước là có hành trình đi xe cao ti lên ấy. Thì đấy đường lên còn nhỏ. Thế như cổng chào này mới à? Mới này, đúng rồi. Lần trước mình đi là chưa có đâu. Đây là có biển tạm biệt của bên Tuyên Quang này. Bây giờ đến đây là cổng chào của Hà Giang. Có hình cái cột cờ Lũng Cú sát với cầu Trì luôn à. Đây, Cam Phạt Nguội này. Địa phận Hà Giang. Thành phố Hà Giang còn 85 km. Này vẫn chạy dọc với bờ sông Lô. Bên kia có cái nhà thờ kìa, sát với bên bờ sông Lô luôn, đẹp quá. Bên đấy là đất Tuyên Quang à? Tranh thủ quay tí đường ở Hà Giang cho các bạn xem. Đây là huyện Bắc Quang. Có quả xe điện thì tự chế, như kiểu mua Trung Quốc về hay là tự chế đấy. Nhìn nhỏ nhỏ cái quả đấy Việt Nam mình tự chế. Chứ xe điện Trung Quốc nhìn nó đẹp lắm. Việt Nam mình tự lắp. Cái đấy là tự chế đấy, của người dân tự chế đấy. Để tối nay quay hành trình buổi tối lên Đồng Văn. Chắc là mình từ thành phố Hà Giang lên mà lên đến Đồng Văn thì cũng phải không dưới 8 tiếng thôi nhỉ. Xe khách cao ti ngày xưa là 5 tiếng đấy. Mình ông kia ông đang tính là khoảng 5 tiếng. Đấy thì ngày xưa đi đi cao ti là 5 tiếng đấy. Đấy là xác định cho là 10 tiếng đến 12 tiếng đấy. Xe này khác, không phải đi như cao ti là đi nhanh được. Mình vất vả cái khâu leo đèo ấy, đổ đèo dài hơn, nhiều cua nó nhỏ. Giang còn 62 km. Đường đi Lào Cai đây này, cái quốc lộ 279 bên này đây đúng không? Cái chỗ huyện này bây giờ người ta làm lại đẹp nhỉ? Nhiều cái khu vực làm lại được đẹp đấy. Đây là đường quốc lộ 279 đi sang bên Yên Bái với Lào Cai luôn này. Quốc lộ 279 này mà bắt nguồn phát từ ấy á, Cao Bằng à? Quảng Ninh luôn hay sao ấy? Nó là con đường vành đai biên giới đấy. Ngày xưa là con đường gọi là làm này, phòng thủ để chống tàu ấy. Lên cửa khẩu trên Tây Trang mà. Đúng rồi, đi vành đai, con đường này gọi là vành đai biên giới để chống tàu. Thế là cứ đi theo mạng các tỉnh ở biên giới. Đúng rồi đấy, đường phòng thủ. Dài đúng rồi, dài đấy, từ bên tận bên Móng Cái sang cơ mà, từ bên Quảng Ninh sang Tây Trang Lào luôn, Tây Trang luôn. Ở Tuyên Quang thì thấy ít núi cao, nhưng lên đến vùng này bắt đầu núi cao nhiều ấy nhỉ. Tuyên Quang có núi nào cao không hả Luân? Tuyên Quang có núi cấm. Nhưng mà cầm được cao luôn. Nhưng mà cũng ít đúng không? Chứ Hà Giang thì vẫn là nhiều núi cao. Đây là ngã tư đi lên Hoàng Su Phi này. Lại nhớ tới chuyến đi năm ngoái đi Hoàng Su Phi. Nhất Su Phi nhì Bắc Mê. Đường đợt này cũng có sửa rồi nhưng mà chưa xong.
đi thì ổ gà nhiều. Đây vẫn đang là thuộc Bắc Quang à? À, từ Tân Quang hết Tân Quang này đến Vị Xuyên à? Đây ở đây cũng có đặc sản bánh gai luôn à? Thì có bán bánh gai. Sao cái này nó để cầu gỗ mà làm bằng bê tông nhỉ? Có cầu gỗ này. Được là tên rồi. Hỏi chơi cho mày đấy. Tên cầu gỗ nhưng mà làm bằng bê tông, hỏi chơi mày. Ở nhà thì xa nhất là anh Luân cho đi theo xe đầu kéo là đến đâu rồi em? Em gái mà cho đi được mấy lần rồi, đi đâu là xa nhất? Đó, nói thật đi nào. Đi Hà Giang đây mới là xa nhất đúng không? Phải không? Vâng à. Thế còn mọi lần là đi đâu? Ngại à? Anh hỏi ngại làm sao mà lấy chồng được? Trả lời đi đâu anh cho đi đâu. Hôm nay bảo là lên YouTube để nhờ anh Luân đưa lên trên YouTube kênh anh để tuyển chồng lái xe, thế này làm sao mà lấy chồng lái xe được. Lái xe đâu có ngại cái này nhỉ? Ngại thế nào? Sao ngại? Xấu hổ. Xấu hổ. Bỏ cái kho hàng ở trên này là trên trong thị trấn luôn nhỉ? Hay là ở ngoài? Hay đầu? Cây 19 anh ạ. Cây 19 ở đây là cây bao nhiêu rồi? Đây là cây 25. 25. 25. À thế là vẫn chưa đến thị trấn nhỉ? Như này Vị Xuyên vì đi qua đây mình vẫn ấn tượng là một cái địa danh gọi là nổi tiếng ở trong chiến tranh biên giới năm 1984 đến năm 1989. Mặt trận Vị Xuyên được ví như là lò vôi thế kỷ, diễn ra trong suốt 10 năm 1979 đến năm 1989. Đặc biệt trong giai đoạn là từ năm 1984 đến năm 1989, trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc Hà Giang là địa bàn trọng điểm bị địch tiến hành lấn chiếm và phá hoại nhiều so với mặt trận toàn tuyến biên giới phía Bắc. Thế là cái vùng này là nếu mà trong chiến tranh mà chống tàu thì gọi là cái vùng mà tấn công trọng điểm ở đây này. Sau cuộc tấn công đưa hơn 60 vạn quân tràn vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta gồm Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh vào rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, thất bại, Trung Quốc duy trì 12 sư đoàn và hàng chục trung đoàn độc lập áp sát biên giới Việt Nam, thường xuyên gây tình trạng căng thẳng, tiếp tục lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam mọi quy mô, thực hiện theo kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt, đặc biệt là từ tháng 4 năm 1984 đến tháng 10 năm 1989, Trung Quốc lại mở tấn công xâm lược biên giới và tập trung tấn công ở mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Hà Tuyên ngày xưa gọi là Hà Tuyên ấy.
ngày nay thì thuộc là Hà Giang và Tuyên Quang. Đấy là đôi điều về cái địa danh, nó là Vị Xuyên các bạn nhé. Đây, nghĩa trang rất là lớn. Đang có những cái xe người ta như kiểu đi lên thăm đồng đội nhỉ, nghĩa trang lớn nhỉ. Ở trong khu vực Quảng Trị thì có nghĩa trang Trường Sơn ở trên đường mòn Hồ Chí Minh. Đây rất là lớn này, lên đến tận trên xa trên núi kia này. Rộng thật. Rồi, thế mình quay các bạn sơ qua về Vị Xuyên. Địa điểm tiếp theo sau khi hết Vị Xuyên thì sẽ đến thành phố Hà Giang. Những cái hành trình thì không thể thiếu ở những công đoạn như là rửa xe, rồi bơm nước, rồi bây giờ là làm lốp. Đấy, lốp là có quả nào yếu yếu là thay luôn đây mấy anh em này, xem trên kênh mình hết này. Đến đây nhận được ngay. Ở đây có quả nó rách hông, anh em đi công trình nhiều ấy. Là đá điếc nó cứ, hôm nọ mình quay ở trên Lai Châu ấy, cái đường đấy, là đường phá lốp nhất, hại nhất này. Có quả này giờ mình cũng dám đứng gần nữa này. Nhìn nó ở bên hông này giờ ớn ớn ấy. Như hình như là đây lốp lốp này gọi là lốp có xăm, nên nó đỡ hơn là cái lốp mà không xăm. Này, đấy, anh em xem. Đây là nhân vật mà đi đầu kéo lên Mã Pì Lèng đấy nhá. Con này luôn này em, Thịnh. Đi con này lên Mã Pì Lèng luôn. Hôm đấy là đi xe không về, gọi là đi khai phá. Hôm nay gặp ở đây. Ôi, đợi anh tí. Đây là cái đèn móc khóa. Đây là anh tặng cho em cái điện thoại iPhone 15 Pro Max. Em mở ra xem thử đấy. Cái đèn đấy. Cái đèn treo móc khóa. Nó tiện lắm anh, ngày trước anh đi đường dài anh hay đeo nó ở cạp quần ấy. Xong rồi mỗi lần mình đi lại là mình soi nó tiện. Hoặc là mình làm việc gì sửa chữa gì nó cũng tiện. Bật đâu anh? Đây bật đây bên này này. Em có luôn, anh mang xuống cho em cái luôn. Đây là nếu mà mình để cảnh báo sau xe luôn. Đây nha, nó có nam châm mình để hít vào xe. Ví dụ như là mình hít ở đâu cũng được này. Đây này, mình hít như này được. Hoặc là để dưới gầm hay đâu đó mình hít như này cũng được. Đấy, nó tiện. Đấy cái này nhà anh sản xuất ra. Là anh tặng cho em. Cảm ơn, em cảm ơn bác. Nha. Cảm ơn, em cảm ơn. Ôi, có gì đâu, cảm ơn. Tại hôm nọ cho cái video hot quá, đăng lên trên fanpage các thứ, anh em vào xem bình luận nhiều quá mà. Hôm nay mới gặp ngoài đời tặng luôn. Đây này, tặng cho ông làm lốp luôn. Một quả khi nào làm lốp mấy luôn nhá. Em xin nhá. Cảm ơn anh rất nhiều. Có quà luôn. Anh còn cái nào nữa cho anh. Thôi thì mỗi ông cái chứ lấy hai cái tôi chết rồi. Đi trước nha Thịnh ơi, đi trước nha. Lên đường tiếp. Ơ thế mình có bắn lốp không mà nhanh ấy? Em không anh. Không à? Chỉ đóng quả dự phòng à. Thôi. Mang thêm quả đi. Yên Minh là có núi đôi đấy đúng không? Mình đổ trên Quản Bạ xuống là xuống Yên Minh nhỉ? Có núi đôi Cô Tiên đấy. Núi đôi Cô Tiên là Quản Bạ anh. Quản Bạ. Vâng. À Quản Bạ xong rồi đi qua dốc Cán Tỉ mới đến Yên Minh à? Vâng. À. Mình quên lâu rồi quên này. Quên hết mấy địa danh này. Xe chung xe ở trên Yên Minh. Đến đây là địa điểm để dừng ăn tối à? Km 9 anh ạ. Quán ăn ở đâu? Quán ăn chữ cơm đấy nè. Ok, có em gái đi Đồng Văn không cho đi nhờ luôn. Để hỏi xem mà có đi lên Đồng Văn không cho đi nhờ luôn. Đằng nào còn hai giường trống bên trên, một giường trống trên nữa. Trên vùng này xe đẹp nhá. Hyundai này. Hyundai đời mới. Vừa định bắt khách đi Đồng Văn hóa ra là khách đi mất về Mỹ Đình rồi. Đây,
Có xem kênh luôn à? Đang bảo ấy khen trên này xe đẹp quá. Đang thấy xe đẹp quá nên là quay cái. Ok nhá, chào nhá. Ôi, chứng tỏ anh em trên này xem kênh mình nhiều nhỉ. Xe Quang Tuyến. Anh đang bảo thấy cái xe đẹp quá, trên này toàn là Hyundai ấy, ra quay. Hóa ra là mấy anh này quen xem kênh luôn. Bây giờ có lẽ là ăn tối cũng đông người thì mọi người ngại nữa, mình không có quay ăn tối ở trên này các bạn nhé, để ngày mai lên trên Đồng Văn thì quay. Giờ mình kết thúc cái tập 1 ở đây. Tập 2 thì sẽ là cái hành trình mà từ trên thành phố Hà Giang đi lên, xem là những cung đường ban đêm ở trên đấy là đi lại khó khăn như thế nào, thì mời các bạn xem ở tập sau nhá. Tạm biệt các bạn.